Ngươi không phải là Tô Hoài. Ngươi không phải là Tô Hoài. Mày đâu? Nhìn ta đi. Mày tưởng mày giết được Tô Hoàng là dễ lắm sao? Tên khủng khiếp Tô Hoàng, ta nhất định sẽ giết ngươi. Mày là ai? Thằng nào? Nói mau. Tô Hoàng, tên khủng khiếp. Ngươi sống trên đời này thật là chật đất. Ta thề sẽ lấy được đầu ngươi để tế vong hồn của cha mẹ ta. Nếu không, ta không còn là Nhất Dương nữa. Cha mày là ai? Chắc cũng là một tên thảo khấu cùng đinh đầu đường xó chợ giống như ngươi. Cái hạng đó ta trừ khử rất là nhiều, làm sao ta nhớ hết cho được. Đồ xuất sinh, bị ổi. Bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn độc ác, vẫn khốn nạn như xưa. Ngươi nghe cho rõ đây, ta là Tí Anh, con của Tá Điền Lực. Năm xưa ngươi đã thuê người để hãm hại. Nói láo, thằng lỗi đó nó đã rớt xuống vực chết mất xác rồi. Quả may có trời cứu nó mới sống nổi thôi. Phải, là trời cứu ta nên ta mới quay lại đây tìm ngươi đây. Chắc ông trời cũng muốn ta sống để trả mối thù này. Ngươi tưởng đốt nhà rồi sai người truy sát cái nhà ta là có thể giết chết được ta hay sao? 18 năm nay ta chỉ chờ con gái này thôi. Ta sẽ lấy mạng chó của ngươi để trả thù cho cha mẹ ta. Cũng chính vì ngươi mà nhà ta nhà tan cửa nát. Mối hận này ta nhất định phải trả. Mày gần chết tới nơi rồi mà còn khẩu khí lắm. Ta sẽ tiễn mày lên đường để gặp cha mày trước. Còn mẹ mày và em mày cũng sẽ sắp tới phiên rồi. Cái gì? Mẹ ta và em ta còn sống sao? Ngươi để gặp họ rồi sao? Họ đang ở đâu? Nói mau, họ đang ở đâu? Mày câm miệng đi. Mày đang trong tay của tao mà còn bày đặt lớn giọng hả? Mẹ mày và em mày còn sống hay đã chết, tao không có trách nhiệm phải nói cho mày biết. Mặt của ta lớn lắm, ngươi cứ cười cho đã đi Tô Hoàng. Ta nhất định sẽ lấy được đầu của ngươi. Được, tao sẽ cho mày gặp cha của mày. Quang Hải, bắt nó cho tao. Đứng dậy, nhanh đi. Dạ dạ. Dạ dạ. Bắt nó lại, bắt nó lại cho ta. Nhanh lên. Tụi bay đâu? Dạ. Các người canh chừng nhà ta kiểu gì để nó lẻn vô mà không hay biết vậy? Đuổi theo nó đi. Ông yên tâm, chúng tôi sẽ truy bắt được hắn. Nhanh đi. Dạ. Còn các ngươi đứng đây làm cái gì? Chia ra, nó đang bị trọng thương, không thể nào chạy xa được. Lần theo giống áo, bắt nó về. Dạ. Cho ta. Theo tao. Dạ dạ. Hmm.